Thưa quý vị, thời gian qua hành vi chống đối người thi hành công vụ xảy ra với mức độ và tính chất ngày càng nghiêm trọng. Nhiều đối tượng khi bị nhắc nhở, xử lý thì lại hung hăng lăng mạ, thậm chí là tấn công lại lực lượng chức năng. Mới đây tại Bắc Giang khi bị nhắc nhở về hành vi đánh vợ, một đối tượng đã đấm vào mặt cán bộ xã. Trước hành động táo tợn này, đối tượng đã bị bắt và khởi tố. Ngày 5 tháng 5, theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lục Nam, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Đông, chú tại xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 4, Đỗ Văn Đông và vợ là chị Lưu Thị Hiền, sinh năm 1985, xảy ra cái vã, đánh nhau tại nhà riêng, ở thôn Liên Khuyên, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Các con của Đông và chị Hiền đã hoảng sợ, gọi người xung quanh đến can ngăn tiếp nhận thông tin đại úy nguyễn văn hiệp và thượng sĩ nguyễn trọng thế cán bộ công an xã huyền sơn đã đến hiện trường để xác minh giải quyết tại đây đông đã đôi co với công an đỉnh điểm đối tượng đã đấm vào mặt anh hiệp lực lượng chức năng đã khống chế bắt sự đông sau đó lập biên bản bàn giao đối tượng và các tài liệu chứng cứ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam xử lý theo thẩm quyền